Hi everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng cơ thể người tập 9. Hôm bữa mình đã giới thiệu cho bạn một từ liên quan đến ngực, đó là từ chest. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn từ thứ hai. Từ này các bạn tưởng tượng ở đây âm A ở đây là âm câm, coi như nó không tồn tại. Và cách đọc của nó cũng gần tương tự như cách viết. Ở đây chúng ta đọc âm E các bạn nhé, và kết thúc bằng âm sờ và âm tờ. Cả hai âm sờ và tờ này cũng đều quan trọng, nên các bạn cứ đọc là breast, breast, breast. Ở đây các bạn lưu ý là âm sờ đây nó quan trọng nhất. Nếu như không có âm sờ này là nó hoàn toàn sai. Nếu như các bạn đọc là breast là nó hoàn toàn sai, và người ta không bao giờ hiểu được cái từ này. Nếu như các bạn bỏ âm T đi thì có thể là người ta sẽ hiểu được một chút. Ví dụ các bạn đọc là breast, breast thì có thể người ta vẫn hiểu được. Nhưng mà để người ta hiểu rõ ràng nhất thì các bạn phải có âm sờ và âm tờ như thế này. Breast, breast, breast. Từ tiếp theo các bạn đọc là belly. Ở đây trọng âm của nó rơi vào âm âm đầu tiên, âm be, belly. Ở đây có hai chữ L nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng là có một chữ L thôi, belly, belly. Và từ thứ hai âm á các bạn nhé, belly button, belly button, belly button. Ở đây có một cách đọc khác nữa, đó là cái từ belly các bạn có thể đọc là bell, belly, belly, belly button, belly button, belly button. Tuy nhiên cách đọc bell thì nó cũng hơi khó, và theo mình nghĩ các bạn cứ đọc là belly thì người ta đã đủ hiểu cái từ này rồi. Các bạn đọc là belly button, belly button. Ở đây âm á các bạn nhé, và sau này là âm turn hoặc là âm thần, có thể đọc là belly button, belly button. Từ đầu tiên thì chúng ta không có cách đọc tắt, nhưng mà từ thứ hai này thì chúng ta có cách đọc tắt. Đó là các bạn có thể bỏ luôn âm T ở đây và coi như không có âm T và kết thúc bằng âm ờn luôn. Có thể đọc là burn, burn, burn. Như kiểu là ba ờn vậy đó, nhưng mà các bạn nói nhanh lại, burn. Có thể đọc là belly burn, belly burn. Cách đọc tiếp theo đó là âm T ở đây các bạn có thể đọc thành âm D, âm D. Belly button, belly button. Nhưng mà theo mình thì cách dễ nhất hay là cách thông dụng nhất thì mình nghĩ các bạn vẫn cứ thờ nó ra. Belly button, belly button. Từ này có nghĩa là rốn. Thêm từ thứ hai nữa cũng có nghĩa là rốn nữa, đó là từ này. Từ này thì dễ hơn. Các bạn đọc ở đây là âm nay, âm A các bạn nhé. Và sau này là âm vô. Rất đơn giản. Đầu tiên là nay, sau đó là vô. Navel. Navel. Từ này tương đối đơn giản. Navel. Navel. Trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, âm nay. Navel. Từ tiếp theo. Ở đây các bạn đọc, ở đây là âm O các bạn nhé. Và kết thúc bằng âm N. Các bạn nhớ thêm chữ sờ đó nhé, chữ giờ đi. Đấy các bạn đọc là bonus, bonus. Nó nghe hơi giống từ bone, tuy nhiên phân tích rõ nó ra đó là âm O và âm N. Bonus, bonus. Nếu như các bạn không quen đọc âm giờ thì các bạn có thể đọc là âm sờ, tại vì nó cũng không quan trọng lắm. Sờ hay giờ thì người ta đều hiểu được. Đọc là bonus, bonus, bonus. Còn dễ hơn thì là đọc âm sờ, bonus, bonus, bonus. Từ này có nghĩa là xương các bạn nhé. Xương, cái bộ xương của chúng ta đấy. Cái hình ở bên phải này các bạn này. Còn nếu như là nó khi là nó là số ít đó các bạn, nó không có âm S đó, thì các bạn cứ đọc là bone, như cái phiên âm quốc tế này này. Các bạn đọc là bone, bone, bone. Từ tiếp theo cách đọc của nó gần tương tự cách viết. Các bạn đọc là skin, skin, skin.
Từ này có nghĩa là ra. Nếu như các bạn muốn tăng độ chính xác của nó thì các bạn rung âm n cuối nữa là nó chính xác. Skin, skin, skin. Từ này rất đơn giản như vậy thôi. Âm y thì các bạn đọc là y luôn, y ngắn các bạn nhé, đừng có kéo dài nó ra. Đừng có đọc là skin. Đấy, đôi lúc chúng ta đừng có làm phức tạp vấn đề. Nó rất đơn giản, nó là âm y ngắn. Như từ in ở trong tiếng Việt thôi. Skin, skin, skin. Lần trước mình cũng đã giới thiệu cho các bạn một từ có nghĩa là mông, thì bây giờ mình cũng giới thiệu một từ khác nữa. Từ này các bạn đọc là bottom, bottom. Ở đây âm đầu tiên âm o các bạn nhé, và âm thứ hai là âm ờm hoặc là âm ầm. Có thể đọc là bottom hoặc là bottom, bottom. Ở đây âm o ở đây các bạn hơi kéo nó ra một tí, bo, bo, bottom, bottom. Ở đây có một cách đọc khác nữa của người Mỹ, đó là âm T ở đây các bạn không đọc nữa mà các bạn chuyển thành âm D luôn. Bottom, bottom, bottom. Để cái độ chính xác của từ này nó cao hơn thì các bạn nên rung âm M cuối. Ví dụ là bottom, bottom, bottom. Từ tiếp theo, từ đầu thì các bạn cứ tưởng tượng ở đây là âm A, đây là âm câm. Coi như âm A ở đây nó không tồn tại. Và các bạn đọc là âm H, âm E và âm D luôn các bạn nhé. Đọc là head, head. Và kết thúc bằng âm D các bạn nhé. Head, head. Từ này có nghĩa là đầu. Rất đơn giản thôi, các bạn bỏ âm A đi và đọc y chang cách viết. Head, head. Từ tiếp theo các bạn đọc là freckles và thêm âm s các bạn nhé. Ở đây trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên fre, fre và xuống giọng âm khổ. Kết thúc bằng âm s. Freckles, freckles. Từ này có nghĩa là tàn nhang trên mặt đấy. Freckles, freckles, freckles. Từ tiếp theo câu đó là ear lobe, âm ở đây âm âu các bạn nhé, xuống giọng. Ở đây trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên ear, ear, và xuống giọng âm thứ hai âu, lobe, lobe, và kết thúc bằng âm bờ các bạn nhé. Ear lobe, ear lobe, ear lobe. Từ này có nghĩa là dái tai, ear lobe. Từ tiếp theo ở đây âm này âm O các bạn nhé, và âm tiếp theo là âm O. Tuy nhiên âm O ở đây nó hơi nhỏ nên các bạn lướt qua nó, đọc là màu, 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 màu. Từ này có nghĩa là nốt ruồi. Từ tiếp theo mà mình đã từng giới thiệu cho các bạn đọc là belly, belly. Các bạn tưởng tượng là nó có một âm L thôi, lướt nó qua thôi, belly, belly. Từ này có nghĩa là bụng, belly. Trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, âm B, xuống giọng âm thứ hai, lì, belly, belly. Từ tiếp theo, giống như trên kia mình đã nói, từ xương ấy là phân tích nó ra là bone. Nó nghe giống từ bone nhưng mà nó là bow và n, bone. Và từ này các bạn đọc là bark, bark. Và khi kết hợp lại chúng ta đọc là backbone, backbone, backbone. Tuy nhiên để đọc nhanh thì chúng ta không cần âm ca nữa các bạn nhé. Chúng ta lướt âm ca qua thôi. Chúng ta đọc là backbone, backbone, backbone. Từ này có nghĩa là xương sống. Ở đây cái âm bark các bạn có thể đọc thành âm a bẹt, nghĩa là âm giữa a và e, nghe giống như âm e, đọc là back, back, backbone, đọc nhanh là backbone, backbone. Tuy nhiên theo mình nghĩ các bạn cứ đọc là âm a đi, độ chính xác của nó sẽ cao hơn, nên các bạn cứ đọc là backbone, backbone, hoặc là lướt qua
Backbone, backbone. Từ này có nghĩa là xương sống các bạn nhé, cái hình bên phải này. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay hãy like and subscribe. Thank you very much for watching. See you tomorrow. Bye.